Bây giờ đang là buổi sáng và mình đang quay video bé mèo Min. Bé mèo Min với bộ lông trắng, mặc cái váy màu bế sát cầu vồng, mình trông cũng khá là hợp. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn thích video của mình thì hãy nhớ like, share video và đăng ký kênh ủng hộ Kitten Meo VN nhé, để có thêm động lực làm video tiếp theo. Động lực máy thêm váy cho mèo Min nha.